Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi Kick the Buddy Forever. Ok. Và các cả và một vài game khác nữa rất là hay. Các bạn cùng đón xem mình chơi nhé. Nếu như mà ai chưa like và subscribe, nhớ cho mình một like và subscribe để mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ok. Đầu tiên mình sẽ đấm nó vài phát. Mình sẽ chọn cái gì đây? Winter Party, IC Run. Mình ra đây xem nào. Chết luôn. Mình sẽ chọn cái ký khác. Firework Gun. Súng này sẽ súng bắn pháo hoa các bạn. Vũ khí nó phải không hay các bạn, mình sẽ dùng vũ khí khác. Như đây sẽ là súng để dùng pancake. Mình nuôi nó ăn đi. Ăn đi. Oh my. Cho là no quá nó cũng chết các bạn ạ. Mình sẽ xóa hết những cái cũ đi. Thay con khác nha các bạn. Mình chơi con này đi. Mình sẽ trở lại. Lắp flat là cái gì đây? Xử lý phi dao. Mình sẽ chọn chiếc máy. Đầu tiên sẽ là gas chamber. Sẽ nhốt nó vào đây các bạn. Và mình sẽ thả khí cho nó chết nha các bạn. Tiếp tục sẽ là electric chair. Đây là chiếc ghế điện nha các bạn. Ghế này chuyên để tra tấn các tù nhân. Mãi mình mới bật được cái ghế này lên. Trông thế mà khó bật phết các bạn. Mã nó mới chết. Tiếp theo sẽ là gì đây? Plasma Kuto. Rụng đầu luôn. Được thực sự.
Mỹ chọn chiếc xe tăng. Ok, và thì chúng ta sẽ chơi game khác nha các bạn. Tiếp theo sẽ là game gì đây? Tiếp theo mình sẽ chơi Tomb Hero. Ok. Wow, quái vật nó đánh nát thành của mình á, lâu quá mình không chơi trò này. Hết tiền sửa các bạn. Rồi mình sẽ phải chơi để kiếm tiền sửa nhà. Nhà đã bị các bọn mình sẽ phải sửa chỗ này nữa các bạn. Đánh con bot to để sửa cái hồ bơi. Sẽ đánh nốt hai con còn lại. Mình chỉ thiếu tiền nữa thôi. Rồi chỉ thiếu tiền để sửa nhà nữa các bạn. Quái vật đánh quá nhiều.
Mình sẽ chơi game khác nha các bạn. Giờ mình sẽ chơi game Talking Tom. Cho nó ăn ớt. Tiếp tục sẽ là ăn kem. Con khổ thân chú mèo. Mình sẽ chơi game khác nha các bạn ạ. Zynga 2. Thổi nến nha các bạn, trò nến. Ăn của mèo nha các bạn. Chân mèo. Ok, chào tất cả các bạn. Nếu như các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình làm video tiếp theo hay hơn nha các bạn. Mình sẽ kênh
kết thúc video của mình ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.